Kính thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo Hội Người mù thành phố Hà Nội xin gửi đến quý vị và các bạn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2015. Một La Mã: khái quát thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một, giai đoạn 1890-1911. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, còn gọi là làng Chùa, xã Trung Cử, Tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Lam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan. Từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống trong sự chăm sóc đầy tình thương yêu của gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo gia đình vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, sau khi thân mẫu qua đời, Nguyễn Sinh Cung lại theo cha trở về Nghệ An, rồi lấy tên là Nguyễn Tất Thành, tích cực học chữ Hán và còn theo cha đi một số nơi học thêm nhiều điều. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành lại theo cha vào Huế, thoạt đầu học trường Pháp Việt, sau học trường Quốc học Huế. Khoảng cuối năm 1909, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình Định. Tháng 8 năm 1910, vào Phan Thiết làm giáo viên trường Dục Thanh. Tháng 2 năm 1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, với tên gọi mới là Văn Ba, lên tàu Amiral Latouche Treville, rời bến cảng Nhà Rồng đi Marseille, Pháp. 2. Giai đoạn 1911-1920. Tại Marseille, ngày 15 tháng 9 năm 1911, người viết thư gửi bộ trưởng thuộc địa Pháp ký tên Nguyễn Tất Thành xin vào học trường thuộc địa nhưng đã bị từ chối. Từ năm 1912, Nguyễn Tất Thành đi qua một số nước châu Phi, châu Mỹ. Giữa năm 1913, người đến nước Anh tham gia nhiều hoạt động ở đây cho đến giữa năm 1917 mới trở lại nước Pháp. Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi bản yêu sách gồm 8 điểm ký tên Nguyễn Ái Quốc tới Hội nghị các nước đế quốc họp ở Versailles, nước Pháp, đòi chính phủ các nước họp hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Ba và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. 3. Giai đoạn 1921-1930. Từ năm 1921 đến tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc triển khai nhiều hoạt động tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, dự đại hội lần thứ nhất và lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp, sinh hoạt trong câu lạc bộ Faubourg, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ. Ngày 13 tháng 6 năm 1923, người rời nước Pháp đi Đức và ngày 22 tháng 6 năm 1923 đi Liên Xô. Từ tháng 7 năm 1923 đến tháng 10 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động trong phong trào Cộng sản quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng thuộc địa, người hoạt động trong quốc tế nông dân, học tập tại các trường đại học phương Đông, tham gia đại hội lần thứ 5 quốc tế Cộng sản và được chỉ định là ủy viên thường trực Bộ Phương Đông,
trực tiếp phụ trách cục phương Nam, tham dự Đại hội 2 Quốc tế Công hội Đỏ, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên, tiếp tục viết nhiều sách báo tuyên truyền cách mạng, hoàn thành tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. Khi rời Liên Xô về Quảng Châu, Trung Quốc, tháng 11 năm 1924 đến tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động, chuẩn bị các điều kiện tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 6 năm 1925, mở các lớp huấn luyện cán bộ, xuất bản báo Thanh niên 1925 và tác phẩm Đường Cách mệnh 1927. Hè năm 1927, khi tình hình cách mạng Trung Quốc có nhiều biến động phức tạp, Nguyễn Ái Quốc lại đi Liên Xô, sau đó đi Đức tháng 11 năm 1927, rồi bí mật sang Pháp, đến nước Bỉ dự cuộc họp Đại hội đồng Liên đoàn chống đế quốc tháng 12 năm 1927, rồi quay lại Đức, đi Thụy Sĩ, sang Italia. Tháng 7 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm, Thái Lan, rồi trở lại Trung Quốc vào cuối năm 1929. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 4. Giai đoạn 1930-1945. Từ năm 1930 đến năm 1941, tuy hoạt động ở nước ngoài, nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn chỉ đạo sát sao phong trào cách mạng trong nước. Trong khoảng thời gian ấy, người có lúc ở Liên Xô, Trung Quốc, từng bị kẻ thù bắt giam ở Hồng Kông. Cuối năm 1932, người được trả tự do, sau đó đến Liên Xô học tại trường quốc tế Lenin. Năm 1938, người trở về Trung Quốc, chủ yếu hoạt động ở vùng Quảng Tây, cho đến năm 1941 thì về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Người triệu tập hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng, xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh, sáng lập báo Việt Nam Độc lập, tổ chức lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng, lãnh đạo nhân dân, làm nên thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, người đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 5. Giai đoạn 1945-1954. Những năm 1945-1946, người cùng Trung ương Đảng, lãnh đạo nhân dân, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đối phó với thù trong giặc ngoài, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước, bầu quốc hội và thông qua hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa 1 1946 đã bầu người làm chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tại đại hội lần thứ 2 của Đảng 1951, người được bầu làm chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đưa miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 6. Giai đoạn 1954-1969. Miền Bắc được giải phóng, nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến nơi đây thành thuộc địa kiểu mới. Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch tiếp tục lãnh đạo nhân dân, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại hội lần thứ 3 của Đảng năm 1960 đã bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa 2, khóa 3 bầu người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công cuộc cải tạo,
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thắng lợi, đặt nền móng và không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc nuối cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập. Tên tuổi của người đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trong thế kỷ 20. Năm 1990, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã tôn vinh người danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hai La Mã, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong bản tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước đồng bào, quốc dân và toàn thế giới, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng đã sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác gành, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng. Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng xây dựng đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, lãnh đạo nhân dân, phát huy cao độ lòng yêu nước, khí phách anh hùng, đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính, kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của người luôn hướng về nhân dân, các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Người đã hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết, nhất trí giữa các đảng cộng sản anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng, không ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương, các nước láng giềng, cống hiến xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, kiên cường, trong sáng, suốt đời chiến đấu cho hòa bình, độc lập tự do, hạnh phúc và tiến bộ xã hội. Đảng ta kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo nhân dân, tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước, tích cực hội nhập quốc tế. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, đổi mới vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, càng chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng rất đúng đắn và sáng tạo,
phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế. 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới. Sự tôn vinh của UNESCO đã khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và cho thế giới. Văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết tinh, tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời người không ngừng sáng tạo văn hóa. Văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành trong cái nôi văn hóa dân tộc, nhất là trong quá trình người tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Quá trình này nằm trong bối cảnh văn hóa Việt Nam có sự giao lưu, tiếp biến với văn hóa nhân loại. Sự nghiệp văn hóa lớn nhất, quan trọng nhất của Hồ Chí Minh là đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn và lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Sự nghiệp giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đem lại địa vị xứng đáng cho văn hóa dân tộc Việt Nam. Không chỉ như vậy, sự nghiệp này còn có ý nghĩa to lớn đối với nền văn hóa thế giới, đã chỉ ra cho nhân dân các nước thuộc địa con đường đứng lên, đập tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập tự do cho đất nước mình, từ đó góp phần vào việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là danh nhân văn hóa thế giới đã góp phần không chỉ tạo ra một chế độ mới, một thời đại mới, mà còn tạo ra một nền văn hóa mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của văn hóa nhân loại. Nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết: từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là văn hóa một nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi như thấy được ngày mai, như thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương. Thông qua những năm tháng hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Tây gắn kết với tinh hoa văn hóa phương Đông, trong đó đặc biệt là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin cùng với những giá trị tiến bộ của văn hóa Nho giáo, Phật giáo. Phát triển những giá trị văn hóa mới, văn hóa Hồ Chí Minh. Đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận mà còn tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Hồ Chí Minh quan niệm ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ, bị áp bức. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Đó là nhân sinh quan, triết lý sống rất nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, người đã chiến đấu, chống áp bức, bất công, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc và còn mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong những giá trị trường tồn, có di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đó là về chủ nghĩa yêu nước, về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, về xây dựng đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ, năm 1990, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ra nghị quyết 24C-1865 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tư cách là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nghị quyết khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh truyền thống, văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Những tư tưởng của người là hiện thân cho những khát vọng của các dân tộc có mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Đại hội đồng UNESCO đã khuyến nghị các nước thành viên cùng tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của người. Ba La Mã tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. 1. Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đã để lại tài sản văn hóa tinh thần to lớn cho dân tộc Việt Nam và thế giới. Đó là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Khi bàn về chủ nghĩa Mác Lênin, người khẳng định cách mạng Việt Nam trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Mác Lênin. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi to lớn. Nước ta, từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi trên con đường chủ nghĩa xã hội, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta, từ thân phận nô lệ, đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đang phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, chúng ta cũng cần phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát huy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 2. Tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị. Tập trung giới thiệu nội dung chuyên đề thực hiện chỉ thị số 03/CT-TW trong năm 2015. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Quan tâm chỉ đạo để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, tạo thành phong trào học tập sâu rộng trong Đảng, trong toàn xã hội, chú trọng phát hiện, nêu gương các tập thể cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 ngày 16 tháng 1 năm 2012, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, rà soát việc triển khai, thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của các cấp ủy và đảng viên, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, biểu dương các tổ chức cá nhân có chuyển biến tích cực,
thẳng thắn phê bình các tổ chức cá nhân còn trì trệ, chưa thực hiện đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, gây hậu quả xấu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trước mắt, toàn Đảng tập trung chuẩn bị, triển khai tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng theo tinh thần chỉ thị số 36 gạch ngang CT gạch chéo TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong toàn Đảng. Mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các văn kiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. 4 La Mã, một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Nhiệt liệt chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2015. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ban Tuyên giáo Trung ương.